ngoái rồi, tập ngoái cái bụng sâu quá vậy, ăn sâu thật. Chẳng cần chịu hút bởi vì cho họ họ dùng y hút bởi hình thông rồi. Chán ngủ ít rồi, bữa lấy gần hết rồi. Hơi quá hình thông. Bố sao người ta nghĩ thèm nói chuyện mọi người. Chán giờ là hơi láng láng rồi, hổng nó bị sần sần hay thế nha. Lòng quá trời mới. Cái này do cơ địa của nó hay là do ăn uống thì do nội tiết rồi cơ địa của nó, đến cái tuổi này nó dậy thì ấy vậy. Nó nhiều nguyên nhân cái nó như gộp nữ, lại như phụ nữ mình có kinh có nguyệt thì nó thay đổi máu huyết, như đàn ông giờ muốn nó thay đổi cái cơ địa của nó phải làm cách nào cho nó đi đàn ông hả? Không phải, con trai nó cái hóc môn của nó mạnh hơn con gái vậy. Hóc môn đó nó, ý mình nói cái hóc nó môn bị dần, đa số con trai nó nhiều mụn hơn con gái. Đúng rồi. Ý mình nói con gái của mình nó có kinh nguyệt thay đổi máu huyết ha, thì nó ấy nó còn ấy được, tha dù ba hòa xỉu hoạn như chứ tao mà. Nói gì nhỏ còn nhỏ có nói gì. Mẹ vậy nó dẫn nó chơi gái mẹ nó chơi rồi. Trời. Thử coi. Không, con trai không có đâu chị. Không phải vậy hả cưng? Cái đó chị hỏi thiệt á. Con trai không. Tuổi gì thì nó nhiều mụn hơn con gái. À, thiệt chứ bộ cái đó chị hỏi thiệt á, tại vì ê, phải vậy không âm, đàn ông phải vậy không? Em không có chuyên về sinh học nên em không. Cái này dạ, trong láng nó từ này tới da nó không có mụn đâu hết thiệt chứ ảnh á. Có chứ, anh cũng có mụn. Mà cũng không đến nỗi đúng không? Thân thuận cha thấy tuổi gì thì chưa mụn mụn hơn con gái nhiều lắm. Hồi đó con cũng bị mà đâu đến nỗi giống như nó đâu mà. Tại nó bị viêm, một phần cái bị viêm nữa. Nhưng mà giờ đỡ nhiều rồi, trời ơi, không nhắc vô rồi mới hỏi ơi. Con gái hồi đó con bị, con đẻ ngạn tạo ra cái đâu có đổi mới. Đổi máu huyết thì cũng, cái máu cũng cải thiện được mất. Họ mấy anh em ở đây nè. Mũ nó lờ, nó ra sân bay mà mũ giàu nó tự nó bể. Như đây con. Thôi để cho nó tập trung đi. Nhận này xa. Tiếng tiếng nó cũng nhận này. Thay thổi ngọc hoa sen hushi à. Rồi. Hồ, luôn. Ghê chưa giá thua rồi. Trời. Ừ, cái mục đó là gì thấy dùng sức nặng mới lên á. Rồi. Để cho qua con. Để cho khu lần này chưa? Ra vô. Cố lên con. À. Con thấy đi có hai lần, con về con coi gương này, khác này không? Cô rảnh chưa? Rảnh cho cô rồi. Thôi nghiêng qua đây, đổ qua đây ha.
cái ngục đó nó hơi viêm lên, sưng lên nè. Một nồi viêm nó mới đau, còn một già không đến nổi. Ê, như thế lịch trình của mình đừng có để tuần lễ, khoảng chừng 5 ngày mà cho nó già thì đừng để cho nó đến viêm mình hả nặng được không cưng? Cũng được, nhưng mà ý là mình không có lấy mụn viêm tiếp được nữa chị. Mụn viêm để cho nó lành á. Thì mình lấy chị, mấy mụn ẩn này cũng, ý cũng chị được. Chị nói là bây giờ là nó mua cái 5 lần phải không? Điều trị 5 lần thì giờ em cứ rút ngắn cái thời gian lại, đừng có để tới một tuần. Ý là mình lấy mụn già. Ý là chị nói là lấy mụn già, cái đầu cái 5 ngày sau cái mình xuống mình lấy mình. Dạ. Mình lấy nếu mà chị viêm. Sắp xếp đi được thì tốt. Vậy đi em ha. Chị thấy để nó viêm lên lại nặng thấy xót cháu tao quá mẹ ơi. Rồi như đây coi. Mụn ở đâu mà quá trời vậy? Thì mình không thấy có mụn mà thủy nặng có nè. Mãi tao mới nghề nghiệp của mình. Để thầy, để tao mới nghề nghiệp đúng không? Chuyên môn mà. Đỉnh hay xa. À. Trong mình già nhoi không? Nặng lên, nặng lên. Giúp họ sơ thông là rút cổ thông là hoa chất sinh hưu si bởi áo khu là sĩ quay nè. Là hít thở sâu vô. Mấy cục này nó mới thành viêm mấy chị ạ. Già quá mình không lấy cái thành viêm đúng không thầy? Đúng rồi. Sập hết thôi. Và sau nếu có thông được thì sinh hô si. Hả? Nhiêu đây con, nhiêu sát vào đây cho cô. Không có gì hết. Thái thông rồi qua chứ cơ nha trẻ thôi sân hưu siêu là chết cha rồi cũng hơi nó một thùng hít thở sâu rồi nó đau không? Ai muốn con lành con đẹp hết người ta mới làm vậy. Cố lên cô cho xong này cô cho nghỉ tí. Mm-hmm.
Ừ, cho nghỉ tí đi. Nghỉ tí, nghỉ uống nước ha.